Đó, bây giờ tiết mục là bán kem trắng da cho mấy chị này. Kem này đâu ra? Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bao nụ. Chào các bạn. Chào bonito. Ok, chào mừng các bạn lại quay lại với channel ẩm thực châu Phi, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên đây hướng dẫn người dân trong những cái giống cũng như các cái lương thực thực phẩm là để hỗ trợ người dân trong công việc sinh sống ở tại bản địa của người dân mọi người nhé. Thì hôm nay sẽ anh mình sẽ trồng ấy, trồng quế. Hôm nay anh em mình lên là trồng sắn nha mọi người. Có nơi gọi là khoai mì này. Khoai mì. Khoai mì. Nhà mình sắn. Gọi là sắn tàu. Với sắn cũng được, sắn tàu, sắn dây. Thì anh em mình bữa trước là lên là cải thiện ruộng nha mọi người, thì cũng thấy có một bụi sắn là cũng củ, nói chung là không nhiều lắm nhưng tương đối. Thì anh em mình nghĩ là hôm nay là sẽ cũng đã kiếm được giống cây sắn lên đây trồng này mọi người. Đây. Anh em mình cũng kiếm được rất là nhiều cành sắn này nhá. Và cũng mắt rất là dày này. Và anh em mình cũng chọn những cành bánh tẻ nhá để anh em mình trồng để cho nó khỏe, phát triển cho nó mạnh nhá mọi người. Thì hôm nay là anh em mình cũng nói với người dân là sẽ ruộng ngô bữa hôm qua anh em mình trồng là còn một ít ở dưới không đủ hạt giống. Là anh em mình hôm nay lên là trồng hết sắn nhá mọi người. Thì, trồng hết cái vạt đất cho hôm qua anh em mình đấy. Hết vạt đất đấy. Thì đây. Đấy. Bây giờ phải bay tiếng Việt cho người dân nói đấy là cái gì đúng không? Anh cái phát này kìa. Anh ngon là nổ phát này. Mandioca. Mandioca, mandioca. Việt Nam phát là sắn. Sim. Vietnamita fala san. Chào mừng. Fala. Fala. San. Cu san. Si si. Cu san. Cu san. Sim sim. Eu vou dar para ver agora. Cu san. Cu san. Tá bom. Tá bonito. Tony fala. Cu san. Tá bom. Tá bom. Vamos ver, tá bom. Você sabe. Aqui ontem já mete. Fala. Ngô. 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 Việt Nam. Ngô. 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 Cái này có phải là ngô? Cái này có phải là ngô? Ngô. Ngô. Tao không? Ô chứ phải mê tê sẵn. Sì. Ô chứ phải. Hôm nay phải trồng sẵn. Sì. Trồng sẵn. Man dô cả. Man dô cả. Man dô cả. Sẵn. Tá bem. Hôm nay ngô. Ngô, tá bem. Tá bonito. Amanhã. Em nhà có. Hã? Tony. Amanhã faz a grande nhà có. Ei. Ei. Criança vai onde aí? Na escola. Na aula. Ah. Sim. Ah, mas eu nhỏ đi học về. Mas em nhỏ đi học. Sim, na missão. Aqui na Zima, no estado. Sim, sim, no estado. Ồ, các em nhỏ đi học về là trường ở rất xa mọi người ạ. Đi bộ rồi, đi tập bộ. Đoàn. Đi bộ, đi cuộc có kẻ, đi học là cầm ghế, cầm việc đi để ngồi này chứ. Không phải như Việt Nam mình là có ghế ngồi đâu. Khả năng mua xe đưa đón học sinh cũng được đây này. Đây, trường các xe. Các em nhỏ đi học không có ghế là để ngồi đất. Đấy, không phải như Việt Nam là bàn ghế đây, đủ sách vở đây, đủ đèn, không muốn học đúng không? Bỏ trộn về, đi chơi. Đến đây, đi bộ xa mà phải mang ghế đi học đấy. Mà vẫn chịu khổ à. Ê, nên các em nhỏ Việt Nam là điều kiện tốt nên là phải cố gắng học đi. Ê, nhìn các em nhỏ bên này là biết rồi đúng không? Khả năng của anh em mình phải mua cái xe để đưa đón học sinh đấy. Ê, cũng khả thi đấy. Thôi ta vào việc đi. Áo có ra vay. Vay tôi được. Sẵn Việt Nam. Ngon tuyệt vời. Tony. Ngô. Ngô. Ngô ngô, ngô nha cò. Đây là hôm qua ruộng ở trên này anh em mình trồng ngô nha, anh em mình để xả nước vào nha mọi người. Nên anh em mình cũng đắp bờ này. Vì ở dưới này trên này trồng ngô trắng rồi, ở dưới anh em mình cũng tính là trồng ngô đỏ nhưng mà không trồng được nha mọi người. Vì anh em mình sợ sau này là ngô nó ra bông ấy, rồi phấn nó bay sang thì này hai bên là giống ngô là mạnh quá thì nó thành ra lại thành giống ngô không không chuẩn nhá mọi người. Nên anh em mình sẽ trồng mạnh sắn quá, ở dưới này. Mạnh quá nó đánh nhau đó. Ơi đánh nhau này. Là thằng yếu đấy. Thằng yếu này, một thằng yếu này.
Như kiểu anh ấy, anh mày này, giờ mà anh đập mày là mày yếu này. Này. Anh dọa đó mình nghe. À kì, à một đợt phát dậy. Vì ở đây là điều kiện là nước cũng không được sự ruộng nó rất là dốc nha mọi người, rất là khó nên anh em mình cũng không nên uống cao đâu. Anh em mình cũng chỉ luôn uống thấp để sau này anh em mình xả nước vào nhé. Đất rất là, anh em mình làm rất là tơi. Ô mai về, vay kì, tụt đục vay. Nó phát ra mùi rồi. Ta cứ làm nuống cách nuống 1 mét thôi, cho nó thoải mái này. Và anh em mình sẽ làm nuống cách nuống 1 mét nhé mọi người. Thứ không có đồ tay nó chắc. Tao không? Nào đi ra tù, mua tù đi ra tù. Tắc đi. Đây nước giữa này, giữa 1 mét này. Cuốc như bàn tay này. Thôi đừng cho sâu nữa, thế này để khô nông nữa. Đây này. Đẹp trai sao mà cười ấy? Hả? Nhìn đứa trai đẹp mà cười ấy? Hả Tony? Háo sắc thôi rồi. Nhìn đứa trai đẹp làm mà không làm cứ cười ấy. Nói chung là anh em mình lên là hướng dẫn người dân nhé mọi người. Nhưng mà gọi là lần đầu này mình, anh em mình muốn làm để cho sau họ cứ làm như mình thôi nhé. Còn lần đầu để nói cho họ làm thì rất là khó. Nên là anh em mình vừa làm để cho họ làm theo nhé. Tao bông yên phát ra đi. Ông này rất là nói một lần là hiểu. Ông trưởng thôn đúng không? Không cần nói nhiều, nói ta một lần thôi. Bỏ quên. Ta bùng. Ta kì. À quên à, cầm. Tao không? Đi theo thôi. Đây là anh em mình đang làm cái đường dẫn nước đi vào chỗ trồng sẵn mọi người nha. Tao không? Vậy vậy, nó mua rồi.
Ok nhưng mà mọi người, sau một hồi thì anh em mình cũng đã lên núng rồi. Nói chung là tương đối ổn rồi nhé. Vì ở đây là cái khí hậu ở đây là nó không có mưa, nên là anh em mình xả nước cho vào. Nên anh em mình không làm núng cao nha mọi người. Anh em mình làm núng bằng bằng này. Thì sau anh em mình xả nước vào nó vẫn có độ ẩm này. Vì khí hậu bên này rất là khô nhé. Đây là hệ thống nước của anh em mình này, đã chảy từ trên lên xuống cho mọi người. Thì sau này sẽ xả vào ruộng nhé. Nếu mà ruộng khô quá mà thời tiết nắng nhiều, anh em mình sẽ xả vào ruộng này. Nên cái rãnh ở dưới này anh em mình làm cũng rất là bằng nhé, để tránh tình trạng là sau là chỗ nào cũng có nước đều hết nhé. Bây giờ anh em mình đã cuộc lên ruộng xong, bây giờ sẽ đi vào trong cây sẵn mọi người nha. Anh em mình cũng đã chuẩn bị bên kia cả rồi. Thì bây giờ trong lúc nghỉ ngơi một tí, vừa làm xong luôn thì phải nghỉ ngơi một tí. Thì bây giờ là đến tiết mục là làm ăn của anh em mình nhá mày. Hả? Giờ đến tiết mục làm ăn này, buôn bán hàng online này các bạn. Làm cái gì, có gì ăn này? Ăn à? Đó, bây giờ tiết mục là bán kém trắng giá cho mấy chị này. Kém lấy đâu ra đây? Làm à? Thì hỏi tư vấn về mấy chi này, này là kém trắng giá đây rồi. Hả? Nếu được thì anh em mình sẽ liên hệ ở Việt Nam là cho kém trắng giá sang để bán cho người dân châu Phi. Bụng còn đang đói ôn được cái giờ lấy đâu ra tiền mua kem. Mình đang bảo chị này là sẽ bôi kem 3 năm sẽ trắng lại như người anh em mình. Đấy, anh em mình cũng nói là anh em mình là bôi 3 năm mới được trắng như thế này. 3 năm mới được trắng này. Này mà bôi 3 năm chắc cả phi. Vai bem, aleluia. Tô aqui. Não quero ficar mulata? Não, pode mentar que ele é meu, quero. Ah, é? Também ficar mulato, vou também Brasil ali. Mas tá, fica velho, fica mais branco, fazer o quê? Não tá bom, mas não vai me gostar muito. Só que se separamos 75 de guerra. Que é uma boa, né? Mãe, já de... Já de ano, boi, já trango. Por que pai branco? É sim. Você é negro, por que? A mãe. A mãe é negra. Então não é pai, você não é pai branco. É, pai é branco, a mãe é que é negra, é assim. Pai nada. É branco. O pai, todo tem... filho, quando nascer, tá, vai ficar parecido o pai. Não. É, não é igual a mãe. O pai sai uma cara mesmo que sai a mãe. Nada. Opa, mas assim, vamos todo dia mais a mãe. Sai mesmo uma filha mesmo parecida com a mãe. Nada. Pode ser quatro, papá. Tudo pai. Tudo parece pai. Não. Vem, Tony, vem. Tô pai de negro, né? É negro, pai dele. Então, vem. Negro é nascer filho, né, preto. Que nada, não é Brasil, mas não é Bolonha. Não é Brasil. Não, é mentira. Não é mentira. É duvido. Đi trong trại này. Trong nó về trưa nào đây. Trong lúc nghỉ giải nào, anh em mình cũng muốn chuyện trò với người dân một tí cho nó gọi là thêm tinh thần hữu nghị. Đấy. And you're the bad. Ok, cái nó cứ chơi vậy. Cái này không quá không cả lừa được. Lừa được em nào đây. Não tá bom assim. Treinamos lá um bocadinho, seu trabalho com garbinho. Agora nós temos parece assim. Assim, família igual. Família igual mesmo assim. Santa Mati lo hizo. Ah, bốn anh em à? Aqui. Irmão, irmã. Mais velho. Ah, đúng rồi. Ông này nhìn giống bà này. Hey, anh em. À, đây là bốn anh em chị em của Mateloi, Mateloi. Mateloi là Kasuli nè. À, Mateloi là em út. Kasuli là em út. Mateloi. Quem primeiro? À, anh cả này, Sun. Đây. Segundo é nota. À, ela. Đây là bốn anh chị em nhà Martino nhé mọi người. Martino thì em út, còn đây là anh cả này, còn đến là chị này này, còn đến Tony, Jose, Martino. Đây là nhà Martino có 5 anh chị em này. Đây, đây là bốn thành viên. Thôi đi trong sẵn đây, trong sẵn. Bỏ bầu đi, em có bầu. Bắt bầu bầu ơi. Rồi bây giờ anh em mình đã đi trồng sắn nha mọi người. Ai vai tu đủ. Mambo.
Yeah. Rồi. Tiếp tiếp. Đây anh em mình cũng sẽ hướng dẫn người dân là cái mắt là quay lên này, không nhớ đâu trồng cắm ngược là sau này cây này mọc lên để trồng cây chuối. Đấy. Đây này. Tôi rồi anh. Sẽ bên anh xem. Lâu rồi kìa. Sabi. Ở đây bây Sabi. Ok. Là anh đi anh chia nhá. Tôi đi về. Và mình anh em mình cũng sẽ hướng dẫn là người dân là trồng là 80 cây 80 phân, cây cách cây cây là 80 phân nhé mọi người. Ok. Ok là ở kia kia cơ. Ok mọi người nhá, anh em mình là cùng có hai trong sẵn này là có hai cách trồng, một là trồng đừng, hai là trồng nghiến này, nhưng mà anh em mình là nghiên cứu ở đấy là đất rồi nó cứng quá, ở dưới là đất cứng của không được, mà khi trồng đừng thì sẵn phát triển xuống dưới thì là củ rẻ không đâu không đi được xuống dưới mà củ rẻ nhỏ lại, nên anh em mình sẽ trồng xiết thế này. Đấy, trồng xiết thế này, cắm xiết thế này, vì cái luống anh em mình đã làm rồi, từ sẽ cắm từ mép bên này luống ra đến giữa luống. Đấy, lúc nào là củ phát triển thì nó phát triển nóng cái luống đất anh em mình là cuộc sợi. Còn ở giữa là đất đá, đất đỏ nên là không, anh em mình không muốn trồng đừng. Đấy, trồng đừng là sờ củ ra là so không phát triển được xuống dưới vì ở giữa đất cứng. Nói chung là tí là còn một luống sau, anh em mình cũng sẽ thử trồng một luống đứng với mọi người. Thì đây là tất cả, đây là anh em mình là gọi là lên đây trồng thì gọi là hướng dẫn họ trồng thôi. Thì sau này họ người dân sẽ tự biết cân đối. Sau đúng. Có thu hoạch người dân đã tự biết cân đối là trồng đứng có thu nhập cao hơn hay là trồng nằm có thu nhập cao hơn đó mọi người. Thì tí hai lúc sau ở dưới anh em mình sẽ trồng đứng thử nhé mọi người. Thì để sau này có thu hoạch thì người dân sẽ nghiên cứu xem là thế nào là có trồng đứng thu nhập cao hơn hay trồng nằm thu nhập cao hơn, đúng không? Đây, hai lúc sau trồng đứng. Hết đấy rồi. Tối nay. Thì người dân ở đây họ tự biết cân đối mà mọi người. Đấy nên anh em mình chỉ gọi là tất cả các thứ anh em cũng trồng vừa đủ thôi. Sau này những cây lương thực thực phẩm cây gì có mang thu lại lợi nhuận cao thì họ sẽ tự cân đối và họ trồng. Và đấy là tính toán hết đi. Lúc có tiền là người ta sẽ tự biết cân đối và tính toán làm thế nào để cho có lợi nhuận đây mọi người ạ. Người họ như người mình mà. Nói chung là cứ đến vào thu nhập kinh tế mà biết cân đối. Mình trồng cái này hơn đi đúng không? Trồng sắn khả năng hơn trồng ngô thôi. Thôi ta chuyển trồng sắn đi. Đấy, mọi người nhà anh em mình đồng cả trong hướng dẫn những người dân trong sẵn sóng rồi. Đấy, ở phía trên thì anh em mình có trong nghiêng này và hai lũng dưới cùng thì anh em mình cũng trong thử là trong đứng. Vì anh em mình cùng còn là kinh nghiệm anh này về trồng sắn anh em mình không có nhiều nhé mọi người, thì mình chỉ muốn là sau này để xem là cái luống nghiêng củ nhiều, vì đây anh em mình là đều là trồng hướng dẫn họ trồng thử thôi mọi người, thì sau này có thu nhập này có năng suất thì họ sẽ tự cân đối được. Xem một cuốc một luống trồng nghiêng và một luống trồng đứng, anh em mình sẽ hướng dẫn họ cuốc xem là cái bên nào nhiều củ và bên nào dễ thu hoạch thì họ sẽ tự cân đối họ sẽ trồng nhé mọi người. Thì sau này nếu có được năng suất và thu nhập những khí hậu, nếu mà được khí hậu mà hợp thì họ sẽ nhân rộng giống ra họ trồng. Mình cũng hướng dẫn họ là sau này, vì cái này anh em đi xin giống về nó không được nhiều, nên sau này họ trồng có họ sẽ chặt ra để họ làm giống sau cho mọi người. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ xả nước vào mọi người nha. Và ở trên luống này thì anh em mình cho tưới sau nước vào dần, vì vừa trồng mới trồng xong thì phải tưới cho nó ướt. Đấy, áo có ra vai áp đi quá. Và đây bây giờ anh em test thử nguồn nước vào xem thế nào nha mọi người. Đấy, nói đúng là phải test thử nguồn nước cái này. Làm trong cái gì cũng phải thử chứ. Làm khô nước tắc đi thôi. Nó cứ để ra chảy chiều. Ok mọi người nha, thì anh em mình cũng đã làm hướng dẫn xong tất cả và nước cũng đã về đến luống của sẵn rồi. Đấy, của sẵn của khoai mì. Đấy,
khoai sắn, khoai mì. Đấy, nước đã vào đến đây rồi. Đấy, anh em mình sẽ đắp như kiểu là đập tràn nhé mọi người. Cái nuống này vào khi nước vào đầy, nuống này vì ruộng đây anh em mình rất là dốc này, ruộng xoài này. Anh em mình đắp tràn, khi vào đầy rãnh nước này thì nước nó sẽ tràn lại rãnh dưới nhé. Cứ như thế đó mọi người. Đấy, thì tất cả chỗ nào cũng đều. Đấy, nó ngậm đều hết. Ngậm đều hết. Thì bây giờ anh em mình cùng đã đi từ sáng giờ, bây giờ trưa đây, mấy giờ đây? Cùng 11 giờ 41 phút là gần 12 giờ trưa đấy thầy. Đúng ấy. 11:41 rồi. Đấy. 12 giờ kém 19 đi. 12 giờ đây. Gần giờ ngọ. Đấy thì vì hôm nay anh em mình cũng lên để hướng dẫn người dân là trong khoai sắn, khoai mì của Việt Nam đây mọi người nha. Đấy. Agi. Samage. Sắn. Sắn. Sắn Việt Nam. Sắn Việt Nam. Sắn Việt Nam. Đã đói chứ nó bắt mình đánh vần khó thế. Không, học vài vừa là quen rồi, hôm nay là học sắn Việt Nam rồi. Đấy. Làm ghi giấy để cho sáng dạy học cái ngành thuộc này. Chưa đói ra bắt mình học sắn Việt Nam ấy. Tiếng Việt Nam mình vẫn là khó đọc đấy. Đấy, tiếng Việt Nam khó đọc là nhất đây. Khó nhất đấy. Đói thì đọc, học thì không vào. Agora fala. Fala. Mai về. Fala. Nào, bác trưởng thôn. Mai về fala. Sắn Việt Nam. Sắn Việt Nam. Agora mosa. Sắn Việt Nam. Sắn Việt Nam. Sam Việt Nam. Ok, agora canyeco. Sam Việt Nam. Ok, agora outro. Sam Việt Nam. Todo, outro fala, canyeco. Sam Việt Nam. Đấy, mọi người học cũng rất nhanh đấy, Sam Việt Nam. Đấy, học. Học xong hôm sau là cho về Việt Nam hết. Đấy. Và video hôm nay anh em mình cùng xin dừng tại đây. Nha mọi người thấy video hay, video có ý nghĩa thì hãy cho một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ anh em chúng tôi có nhiều động lực hơn nữa để giúp đỡ người dân. Và nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi, Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nha. Chào các bạn! Đấy, vẫn được, bây giờ cứ để thế này cho nó chạy vào. Anh em mình cũng có hướng dẫn người dân là cũng phải làm nông nghiệp, nó phải mất thời gian đừng trống coi đấy. Như kiểu thủy nóng ấy đúng không? Không phải như kiểu đúng là nông nghiệp nó cũng gần như trăm con thơ đấy. Đấy đúng phải rồi, đúng rồi. Nói chung là cũng phải mất phải chịu khó. Đấy, thôi được rồi. Bây giờ anh em mình về, mọi người về kiếm miệng miệng chí ăn. Mới ăn sáng giờ đói ấy, 12 giờ. 12 giờ trưa rồi, 12 giờ ngồi đây đây. Dạ có đây. Nghe thì cũng biết xem phong thủy ấy. 12 giờ rồi gọi ấy. Biết đấy. Thôi chào các bạn nhá. Anh em mình về kiếm miệng chí ạ.